À, xin chào quý anh chị. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý anh chị một mảnh đất vườn tại xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, quý anh chị. Tổng diện tích của lô đất là 6.500 m², được 42 m mặt tiền đường đá đấy, xe ô tô vào được. Đất cao ráo, đằng sau đất đồi, đằng sau nó cao hơn đằng trước. Hiện tại là có cỏ lắm, mọc nhiều, mấy cái cây keo này không đáng kể. Mặt tiền được 42 m, thì nhắc lại ha, để trên kia có view đồi kìa. View đồi rất đẹp, đất cao ráo đẹp, dốc đằng sau cao hơn đằng trước là đẹp rồi, thấy đất đẹp rồi. À, quý anh chị, đường này để ô tô vào vô tư ha, xe tải vào được này, xe hơi vào vô thoải mái. Cái giá của nó thì còn khá là tốt, hơn 600 triệu một sào thôi quý anh chị ạ, tính ra khoảng độ hơn 600.000 một mét vuông ấy. Từ đường nhựa đi vào khoảng độ hơn 1 km thôi quý anh chị ạ. Quý anh chị có quan tâm lô đất liên hệ mình. Sẽ gửi sổ và gửi vị trí ha. Quy hoạch thì cả cây lâu năm, chưa phủ hồng.